chị xui ơi. Trời, sao nhà sao vắng vẻ như vậy? Bởi tao nói cái gia đình này ngộ lắm, rất là ý y. Đi cái là bỏ cái cửa tan quát, cái là một ngày nào nó xui xui cái nó vô nó dọn sạch á. Nó ngồi hả họng khóc. Chị xui ơi. Mà anh xui à? Mà ủa này cái mền nằm đấy. Ủa sao tiếng đâu mà nó vọng xuống cái ghê vậy trời? Má Quỳnh ơi. Ngay đây đây. Gì thấy ghê vậy? Trời đất ơi. Ủa cái mền mềm xèo mà đâu có ai đây đâu. Giỡn hả? Tôi là người lạ, tôi mới tới đây nha, tôi không phải ở đây nha. Giỡn giỡn gì... Trời đất ơi. Con hả Định? Má ơi. Con bị cái gì vậy? Con bị sao? Cảm quá. Đất ơi, người nóng hổi hả? Bệnh hả con? Ơi, đất ơi. Sao? Con bị cảm hả? Rồi vợ con đâu? Sao để con nằm nhà con mình vậy? Má ơi, con là một người đàn ông bất hạnh, một thành phần tệ bạc ở trong cuộc sống mông lung này. Nói gì vậy trời? Con bệnh vậy mà vợ con vẫn đi làm má ơi. Thì công việc vợ thì vợ phải đi thôi. Trời, người con nóng quá Đình ơi. Rồi bây giờ vợ đi làm rồi má con đâu? Má con đi chùa. Trời ơi, sao bà con bệnh vậy rồi bà thấy vậy rồi bà vẫn bỏ đi chùa vậy? Không phải, lúc má con đi là má chưa thấy con bệnh, mà cái lịch đi chùa của má con là nó bút trước rồi, full dày đặc không thay đổi được. Bạn hàng ngoài chợ giận thành ra phải đi. Dạ. Rồi ba con? Ba con ở nhà nhưng có cho con uống thuốc cà rổ gì nè. Thuốc như ăn trái cây vậy, uống cà rổ không phải uống nhiều là hết bệnh đâu. Con vẫn không thấy đỡ mệt má ơi. Trời ơi, tao nói con Kim nó có điện cho má, nó nói là con bệnh. Thành ra má nó nấu cháo thịt bằm đem qua cho con ăn đây nè. Thôi bây giờ dậy đi ăn miếng cháo đi nè con nè, cháo nóng nha. Ủa, chị xui mới qua hả? À dạ anh. Sao rồi, uống thuốc đỡ bệnh chưa con? Chưa ba ơi. Sao nó còn ấm ấm như hoài vậy ta? Nó còn nóng lắm anh ơi. Thôi bây giờ gì nè. Hả? Sao anh không lo cho nó gì hết vậy? Sao mà biết tôi không lo? Trời ơi, tôi cho nó uống nguyên một rổ thuốc luôn á, đủ thứ thuốc luôn á, nguyên một rổ luôn á mà không lo. Đâu phải uống thuốc nhiều là hết đâu. Thôi bây giờ vậy nè, để tôi có Quỳnh Lăng Ben này nhúng tay vô là mọi chuyện xong hết. Rồi bây giờ nè. Cạo gió vắt hơi đi, vô lấy tôi cái giá. Mà nhắc cái vụ cạo gió vắt hơi, cái đó là tôi nổi tiếng hồi xưa giờ mà. Nói nghe nè. Gì? Cạo gió vắt hơi mà tại sao không lấy cái đồ cạo mà lấy cái giá múc canh á? Thì lấy cái giá múc canh cạo, bởi vì cái lưng của nó bự, cạo bằng cái muỗng chừng nào mới xong. Trời ơi, chị cũng phải biết tính. Má định làm gì con? Cạo gió con. Má ơi, đau lắm con. Không có đau, má cạo nhẹ lắm. Ôi, từ nhỏ tới lớn con có cạo. Lấy chai dầu nha anh. Nó đau lắm má ơi, con có cạo đâu. Nó cạo nhẹ. Ôi, đau lắm. Cãi không mà. Quay lại đây. Quay cái lưng lại đây. Má ơi, đau lắm má ơi. Anh da, anh vô anh dành vô á. Anh da. Tự đi kiếm chai dầu. Má ơi, đau lắm má ơi. Không có đau, má làm nhẹ nhàng lắm. Ôi, đau. Đây, dầu với đồ cạo. Không, đau lắm má ơi. Không có đau, má làm nhẹ nhàng quá đè, nó lại phụ tôi. Thôi, đau lắm má ơi. Cái má không à. Còn phương pháp này hay lắm. Phương pháp này hay lắm con trai. Đây, phương pháp này hay lắm. Phương pháp này hay lắm con. Để bá vợ con cạo. Đúng rồi, cạo đổ dầu đi. Cạo đi. Cạo kiểu này mà không hết biết là lạ này nghe con nghe. Nó trời ơi, gió quá trời quá đất nè. Đè xuống. Sao nó dùng dặn hoài vậy? Đè lại. Nói nghe nè. Nằm im để má. Đó. Cạo gió mệt muốn chết luôn vậy đó. Kiểu này mà không khỏe nữa thôi á. Trời ơi, chưa bao giờ mà tôi thấy cạo gió người nào mà như vậy luôn coi. Gió mà quá trời quá đất. Trời ơi, tôi cạo xong giờ tôi muốn cảm luôn rồi trời. Đình ơi, con khỏe chưa Đình? Trời ơi. Trời ơi, con. Trời ơi, con khỏe không? Trời ơi, con không biết khỏe không, nhưng lần đầu tiên con thấy có cạo gió mặt nữa. Trời ơi, không lẽ có cái kiểu trúng gió mặt hả? Ủa, má cạo trên mặt con luôn hả? Trời ơi, một cái lưng đau quá trời đau. Bây giờ làm như con thấy rát mặt luôn đây nè. Ủa rồi anh có bệnh đâu mà cạo, sao cái mặt anh vậy? Sao mà cạo tôi vậy đó? bà đè bà cạo nó, tôi đè nó, tôi đè nó rồi bà cạo qua cạo lại tới luôn, nãy giờ tôi dính không mà. Ủa vậy anh nói tôi mặt mày tôi nè, nãy giờ tôi cũng cạo anh luôn vậy đó hả? Nãy giờ bà cạo tôi không, tại anh tôi kêu anh đè nó đi, anh cứ nhô nhô, anh đưa cái mặt vô, anh đưa cái tay vô, anh kìm nó dở quá mà, trời ơi tôi cạo khí thế luôn mà. Má ơi má, cái nghề cạo gió nó tạo cho má cái hưng phấn cực độ phải không? Trời ơi, sao má đè con má cạo như cạo kẻ thù vậy? Đâu có, má phải cạo hết cái lực vậy đó không? Má tập trung vận công, vận cái nội công của má đã nhập qua cho con rồi con mới mau hết bệnh. Mấy con khỏe chưa? Con không biết nữa. Con thấy mình vừa trải qua một cuộc gọi là động đất hay là đầu thai vậy đó. Trời, con sao nhát quá, ngồi đi chút xíu khỏe liền à. Tao thấy ông, bởi tao nói ông bà mình ngày xưa hả, bệnh mắc cứ là cảm trúng nắng trúng mưa trúng gió thì cạo gió là xong. Ủa nhà mình gì vui. Ủa anh Hai, chụp ba gì? Sao cái mặt ba, ủa gọi anh Hai sao vậy, anh Hai bị gì vậy? Cạo gió. Cạo gió bệnh thôi má, vợ anh cạo gió đây nát một cái lưng, trời ơi, rồi xong bonus thêm cái mặt nữa, chết rồi. Ủa tự nhiên cạo gió vậy đâu có được đâu. Trời được mà con, đâu có gì đâu, cái này là cái phương thức ngày xưa ông bà xưa để lại. Thấy mà mình bị trúng gió đó con, đó mình đè mình cạo gió xong cái mình uống viên thuốc vô cái nó hết ra con. Con có thấy mệt không, qua đây là bác cạo luôn cho con. Dạ thôi con không mệt, nhưng mà con nói gia đình nghe nè, cái này á là cạo gió này là không có đúng đâu. Sao không đúng? Cạo như vậy á, ba làm vậy giống như là không có coi tôn trọng bác sĩ vậy đó, bác sĩ về quê trồng vườn vậy đó. Tại vì á mình làm như vậy là phản khoa học. Cái gì đâu mà phản khoa học con, ông bà xưa mình làm đó, giờ mình nói là thôi mà anh thấy thế đâu con, anh tự nhiên bây giờ học không biết mấy chữ rồi cái đổ thừa ông bà mình luôn. Cạo gió là phản khoa học, tôi nghe thôi nó chối tai gì đâu. Cái lớp trẻ bây giờ nó vậy đó chị ơi, cái gì cũng khoa học. Có những cái khoa học rất là hay, nhưng mà có những cái phương thuốc của bên y học dân tộc ở Đông Y đó, người ta dân gian rất là hay, cái phương thuốc dân gian rất là hay. Ông bà xưa nói mà hãy bị cảm chút xíu, cái cạo gió đổ mồ hôi ra cái đỏ lên vậy nè. Bây giờ anh đừng ngừng giải thích, bây giờ con khỏe không con nói nghe. Đau hả con? Nó rên chút xíu thì thôi. Con khỏe không con nói tiếng cho em con nghe coi nè. Ôi em đừng có gây với ba với má vợ của anh nữa, anh cũng thấy đỡ rồi. Không thấy vô gì hết trơn, đỡ đâu thấy không ba. Trời ơi bác ơi, con nói thiệt luôn á, cái này á bác sĩ á người ta nói á cái phương pháp này á không có chị ở nhà như vậy được đâu, tại vì á mình cạo như vậy á nó sẽ bị vỡ mấy cái mạch máu rồi ảnh hưởng này nọ, mình đâu có biết được. Mệt lắm, chạy quá gió mà giỡn mạch máu. Nhưng mà anh có thấy đỡ thiệt đó, đỡ đó. Cái đó là cái cảm giác thôi, hiểu không? Cái cảm giác khi mà mình cạo gió xong mà mình đau quá cái là mình hết đau thôi, chứ không phải là mình hết bệnh đâu. Cái này lạng quạng em nói thiệt á, cạo rồi có người cạo hả, xong rồi trúng gió thì thêm á là bị bể mạch máu rồi xong rồi tử vong luôn đó. Tức quá cái con này. Bây giờ ai đứng ra làm chứng cho cái tôi giận ghê vậy đó. Con anh nó bệnh tôi lo lắng, tôi cạo gió này giờ nó nói vô đây nói tôi là thế này thế kia, khoảng khoa học vỡ mạch máu rồi có ngày bị chết luôn. Không có, không có má, tại vì em của con nó lo cho con thôi. Thiệt ra con biết đây là cái phương pháp dân gian người ta hay làm, nhưng mà lớp trẻ bây giờ thì người ta có những cái suy nghĩ khác như Mỹ nè. Nhưng mà Mỹ ơi, em biết cái đó ở đâu? Trời ơi bây giờ em nói mà không có ai tin em hết trơn á, em tức ghê vậy. Bây giờ em hỏi quả cầu thông thái nha, em hỏi chuyên gia là chính xác nhất. Đúng rồi. Lấy giùm Hai đi. Dạ chuyên gia xin chào gia đình ạ. Hôm nay gia đình có cần chuyên gia tư vấn cái gì không ạ? Dạ xin chào chuyên gia. Dạ chuyên gia ơi, chuyên gia cho tôi hỏi á là những cái phương pháp như là chữa bệnh đông y á tại nhà, cạo gió nè rồi giác hơi á, thì mấy cái phương pháp đó được trị liệu ở nhà như vậy có tốt không ạ? Hôm nay thì chuyên gia xin giải thích thêm một chút xíu về cạo gió và giác hơi. Thì đây là một trong những cái phương pháp mà rất quen thuộc đối với nhiều bà con của mình, và đang mang lại cái sức khỏe rất cần thiết và rất dễ dàng, dễ thực hiện, không tốn kém quá nhiều, và bà con mình có thể tự làm được ở nhà để cải thiện, để bảo vệ sức khỏe, phòng và chữa một số bệnh nó rất là hữu hiệu. Thì cạo gió và giác hơi thì có thể giúp ích cho những trường hợp cụ thể như là chúng ta bị cảm mạo mà thông thường do thay đổi thời tiết gây chúng ta bị đau đầu, bị mỏi mình mẩy, khó chịu hay là nhức đầu, chảy mũi. Thì những cái biện pháp ví dụ như là cạo gió, giác hơi thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta nhanh chóng phục hồi, sớm lấy lại sức khỏe tốt nhất, và nó sẽ cải thiện được cái tình trạng đau đầu nè, đau mỏi cổ gáy, đau mỏi mình mẩy, hoặc là giúp hạ sốt. Thì theo Đông y thì khi các cái biện pháp ví dụ như là cạo gió hay là giác hơi nó sẽ kích thích các cái kinh lạc, nó sẽ tăng thúc đẩy cái tuần hoàn, nó làm cho khí huyết lưu thông được, thì lúc đó sẽ phục hồi lại cái cơ chế sinh lý bình thường để cơ thể chúng ta sẽ đạt trạng thái khỏe mạnh nhất. Thì đây là cái biện pháp mà nếu mà chúng ta làm đúng, thực hiện đúng chỉ định và đúng cái cách thì sẽ mang lại sức khỏe rất tốt. Dạ, chuyên gia ơi, cho tôi hỏi thêm một câu nữa là khi nào thì mình áp dụng hai phương pháp này ở nhà, và áp dụng như vậy có tốt không ạ? Cái phương pháp này thì rất dễ dàng, chỉ cần là chúng ta có được hướng dẫn cái kỹ thuật đúng thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng trong những trường hợp mà đau mỏi mình mẩy, như là bác sĩ nói là trong trường hợp bị cảm mạo theo mùa, cảm mạo bình thường theo thời tiết, hoặc là trường hợp mà chúng ta làm việc quá sức nó gây đau mỏi cơ bắp, mệt mỏi thì chúng ta cũng có thể tiến hành cạo gió và giác hơi. Nếu có được đào tạo kỹ thuật bài bản thì chúng ta có thể làm được dễ dàng ở tại nhà và cũng không cần phải đi đến bệnh viện hoặc là các cái cơ sở y tế mà nó xa xôi hoặc là nó tốn kém hơn. Dạ, chuyên gia cũng cho tôi hỏi là bé Mỹ đây nãy nói là cạo gió như vậy làm bể mạch máu, vậy có đúng không chuyên gia? Tại vì thực sự thì cái vấn đề mà cạo gió và giác hơi thì cũng có một số cái quan niệm nó sai lầm. Thì trong quá trình mà điều trị bệnh thì bác sĩ cũng gặp rất là nhiều các cái biến chứng của cái người mà người ta cạo gió hoặc là giác hơi nó không đúng kỹ thuật. Ví dụ như là khi mà chúng ta có nhiều quan niệm là phải cạo thật là mạnh, do cái vết mà nó ửng đỏ lên, có những trường hợp cạo mạnh ửng đỏ hoặc bầm tím thì người ta quan niệm rằng càng nào mà đỏ nhiều hơn, càng bầm nhiều hơn thì gió nó ra càng nhiều thì bệnh nó sẽ nhanh hết hơn. Thì đây là một cái quan niệm sai, chúng ta cũng không cần phải tác động mạnh như vậy. Thì vì đối với đông y chỉ cần các cái thao tác cạo nhẹ làm cho cái vùng da được kích thích nó ửng hồng lên là vừa đủ, thì lúc đó đã đạt được cái hiệu quả điều trị. Chúng ta cũng không cần phải tác động lực quá lớn, quá mạnh. Có những người dùng các cái dụng cụ không phù hợp, thông thường thì ta có những cái miếng thẻ bài hoặc là những cái đồng xu tác động nhẹ nhàng thôi. Có những người thì dùng cái muỗng hoặc là dùng cái chén, cái ly, những cái cạnh sắt thì nó sẽ dễ tổn thương da, và nếu chúng ta miết mạnh quá nó sẽ gây vỡ mạch máu. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta nên tránh. Hoặc là những trường hợp mà khi mà cái bệnh lý nó không phải là các cái cảm mạo thông thường mà là do cái sốt siêu vi, mà đặc biệt là sốt xuất huyết. Trong những trường hợp sốt xuất huyết thì các cái thành mạch nó rất là kém bền, rất là dễ xuất huyết sẵn rồi. Nếu mà chúng ta dùng một cái lực tác động lên nữa thì bắt đầu cái tình trạng xuất huyết nó sẽ nhiều hơn, nặng nề hơn. Do đó khi mà cái tình trạng ví dụ như là sốt cao không hạ và sốt 39-40 độ C, hoặc là có những dấu hiệu mà đã có da nấm tấm, xuất huyết rồi, thì chúng ta tuyệt đối không được áp dụng trường hợp mà cạo gió hoặc là giác hơi. Thì đây là những trường hợp mà nguy hiểm, và nếu mà chúng ta cạo gió thì nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ dẫn đến tình trạng nặng nề hơn và nó không giải quyết được bệnh, gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Dạ thưa chuyên gia, mình cần lưu ý những gì khi mà cạo gió và giác hơi ở nhà? Đối với trường hợp mà chúng ta muốn sử dụng cái giác hơi hoặc là cạo gió tại nhà thì thứ nhất đầu tiên là phải có cái người mà người ta nắm chắc cái kỹ thuật, có nghĩa là được biết cái kỹ thuật cạo gió hoặc là giác hơi đúng kỹ thuật chuẩn. Cái lưu ý nữa là nếu như trường hợp như phụ nữ có thai hoặc là trẻ em hoặc là những người lớn tuổi mà có nhiều bệnh lý nền kèm theo thì chúng ta phải cực kỳ cẩn thận và hạn chế tác động những kỹ thuật cạo gió giác hơi. Thì vì những cái kỹ thuật này mặc dù nó an toàn, tuy nhiên là những đối tượng mỏng manh, những đối tượng mà nguy cơ cao như vậy thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Vì nếu mà chúng ta làm ở nhà mà lỡ như nếu có những cái biến chứng thì chúng ta sẽ xử trí không kịp và nó có những cái hậu quả nặng nề. Do đó thì quý vị cũng nên lưu ý và cẩn thận khi áp dụng tại nhà. Cảm ơn chuyên gia. Dạ, cảm ơn chuyên gia. Dạ. Đó, bác thấy chưa? Cạo gió mà không có đúng cách rồi mà mình sử dụng mấy phương pháp như vậy ở nhà là có ngày nguy hiểm nhập viện cho coi. Con thấy vậy đúng hả ba? Thôi mai mốt có chuyện gì mình vô bệnh viện cho người ta làm cho chắc ăn cho trúng bệnh đi, chứ nhà cạo tới cạo lui giờ bắt đầu con mệt lại rồi nè. Thì thôi tôi thương con thương rể, thấy bệnh vậy nó nằm có một mình đó tôi lo cho nó, thì không đúng thì thôi. Thôi mai mốt nhà anh nó có ai bệnh thì tự lo đi, tôi không có ý kiến cái còi gì nữa đâu, mất công phiền phức. Tôi về nha anh, ăn cháo nha con. Bác mà ê Đình. Dạ. Hình như má vợ mày giỡn đúng không? Còn gì nữa, con đâu có nói dối đâu. Rõ ràng là con nói với mẹ là bài điểm con cao lắm, bây giờ điểm có 5 điểm mà con còn nói là con không nói dối mẹ nữa hả? Ba mẹ đó, ba mẹ nói dối quá chừng. Con nói dối có một lần à, con ghét